Xin chào các bác nhé. Nay em sẽ lại làm một cái video để mà giải thích về cái vấn đề gọi là hàng made in Japan hay là made in China. Đấy, lắm bác lại bảo là hàng rõ ràng em báo là hàng nội địa Nhật Bản là sao lại made in China, đây là hàng Trung Quốc. Đấy, nhiều khi nó rất là khó giải thích. Những bác nào hiểu thì không sao, bây giờ lắm bác không hiểu nó rất là khó tư vấn và rất là khó giải thích. Thì để em nói cho các bác như thế này nhé. Những cái mặt hàng em bán ấy, nó là hàng nội địa Nhật Bản. Nội địa tức là hàng trong nước, tức là trong nước người ta sử dụng thôi. Chứ còn cái vấn đề made in Japan hay made in China thì lắm bác bảo là nhưng mà cái made in Japan nó vẫn xịn hơn cái made in China. Đấy, cái đấy thì em sẽ không không tranh cãi, tranh luận về cái vấn đề đấy của các bác. Còn theo quan điểm cá nhân của em, rất nhiều anh em thợ thì cái vấn đề made in China hay made in Japan nó không quan trọng. Có những cái mặt hàng ví dụ như nhà em bán máy cạo râu. Đây, cạo râu thì gần như tới 95% trở lên máy cạo râu nhà em bán sẽ là made in Japan. Đây, made in Japan này nó để sẵn rõ đây, made in Japan. Đấy, còn những cái dòng rẻ tiền hơn thì nó sẽ là made in China. Còn rất nhiều mặt hàng khác đây thì em sẽ quay cho các bác xem này. Ví dụ như cái máy massage mắt này sẽ là made in Japan. Cái máy xông hơi mặt này sẽ là made in China. Đấy, nhưng mà các bác xem nhé, made in China tức là nó sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng mà đây này, các cái nút sử dụng nó đều là chữ Nhật. Thì người bên Nhật người ta dùng thì người ta mới in chữ Nhật vào đấy. Chứ bây giờ nó bán cho ông Việt Nam đi thì nó in chữ Nhật này thì bố ông Việt Nam sao mà hiểu được. Đấy, còn đây những cái mặt hàng khác này, để em giải thích cho các bác xem. Đây, một cái bệt vệ sinh của Panasonic. Riêng bệt vệ sinh, cái dòng em xem này, con này thì không biết là made in ở đâu. Đây các bác nhìn nhé, tất cả các cái thông số của chữ trước nó đều là chữ Nhật hết. Này, nút sử dụng này cũng là chữ Nhật. Đấy, thì chỉ có bên Nhật người ta đọc người ta mới hiểu được thôi. Đây, em xem nào, con này nó có đề made in không nào. Cái thằng Pana em không thấy đề. Nhưng mà thằng Toshiba, đây, à quên, thằng Toto. Toto nó sẽ đề luôn là made in Malaysia. Riêng lớp bệt vệ sinh nhé. Đây, made in Malaysia này các bác này, Toto. Đấy, nhưng mà đây các cái thông số của nó này. Ở đây này, tem mác là chữ Nhật. Đấy, nút hướng dẫn sử dụng là chữ Nhật. Đấy. Còn đây, máy hút ẩm này. Máy hút ẩm với lọc không khí. 100% của nó là made in China. Trừ những cái con đời cổ đời Tống ra rồi thì nó sẽ là made in Japan. Em không nói đến 100% nhưng em nói tới gọi là 99% các bác nhá. Nhưng mà đây các cái phím của nó này. Các cái nút sử dụng nó là chữ Nhật hết. Đấy, made in China. Bây giờ cái hàng bên Nhật mà các bác đòi là made in Japan thì gần như nó là không có. Đấy, chứ còn bây giờ lắm cái mặt hàng nhìn nó rất là tàu, rất là đẻo ra, nhưng mà người ta dán bừa cái tem made in Japan vào thì các bác lại cứ tưởng là hàng Nhật. Chả hiểu các bác kiểu gì, các bác phải hiểu được nó là nội địa Nhật Bản ấy, tức là cái người, cái hàng này nó sử dụng ở trong đất nước Nhật Bản thôi. Thì là cái các cái phím này, các cái tem thông số nó phải là chữ Nhật thì người Nhật người ta mới đọc, người ta mới hiểu được. Đây, còn em nói với các bác đây là cái bếp từ. Nồi cơm này. Nồi cơm thì cũng đến 90% là made in China. Đấy. Bếp từ này, made in China. Đấy. Nồi áp suất này. 90% made in China, trừ những cái dòng của Pháp sẽ là made in France, Pháp hoặc là một vài chiếc của Đức. Bên LG luôn. Tủ lạnh này. Đây các bác nhìn tủ lạnh nhá. Chữ Nhật nhá, bên ngoài chữ Nhật hẳn hoi. Bên trong thông số cũng là chữ Nhật. Đây. Đấy, thông số cái tủ này chữ Nhật hết, nhưng mà tủ nó sẽ đầy made in China luôn. Đâu em xem nào, cái này nó không đè ở đây nhưng nó sẽ đè mặt sau rồi. Hoặc là nhà bác nào mà có điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, các bác mở ra các bác xem cho em, 90% nó sẽ là made in China hết các bác nhé. Đây, nhà em còn rất nhiều cái mà để mà giải thích với các bác nó rất là khó. Bàn là cũng vậy này. Đấy, bàn là chỉ có những con na đời cổ hoặc những con đời cổ thôi nó mới là made in Japan. Đây, robot hút bụi này. Robot hút bụi. Đây, cũng made in China luôn các bác nhá. Đấy, made in China. Đấy, con e-robot này, made in China. TV nhà em này. Đấy, cũng toàn chữ Nhật hết này. Nhưng mà cũng là made in China. Đấy. Bây giờ các bác cứ bảo tại sao hàng Nhật made in China, rất là khó giải thích với các bác. Đây, máy làm bánh mì. Đây, toàn chữ Nhật ở đây thôi. Made in China.
Đây trừ ông Na đời cổ này sẽ là bên Japan. Đấy, ông Joji là bên China hết. Bana bên China. Đấy. Đây em quay cho các bác những cái mặt hàng nhà em có. Hút bụi này. Riêng cái dòng hút bụi Dyson này nó sẽ là made in Malaysia. Em xem nào, Malai đúng không nhỉ? Dyson nó sẽ là của Malaysia, mặc dù nó là thương hiệu của nước Anh. Thương hiệu Dyson là của nước Anh này, nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Các bác nhá. Nhưng mà đây này, các bác nhìn đây toàn chữ Nhật thôi. Đấy. Rồi đây là những con hút bụi chạy pin nhá, này là riêng Dyson là của Malai. Còn những cái ông cắm điện này, China hết, made in China 100%. Rất là hiếm những cái con mà nó sẽ là made in Japan. Hoặc thậm chí là những cái bộ âm thanh. Đấy, bộ âm thanh Panasonic Kenwood này. Đấy. Đây em xem nhà em có những cái gì. Quay cho các bác xem. Nhiều khi nó có giải thích lắm. Cái vấn đề made in ở đâu nó không quan trọng. Đây như cái đồng hồ này sẽ là made in Thái Lan này. Đấy đồng hồ made in Thái Lan. Đấy mà hàng Nhật nội địa đấy. Tai nghe. Đây. Tai nghe anh em cũng nhiều. Đây tai nghe đây. Đây thùng tai nghe có dây này. Đây các bác nhìn này. Đây toàn chữ Nhật này này. Thì nó chỉ sẽ là hàng nội địa bên Nhật người ta mới dùng. Chứ bây giờ bán trong Việt Nam thì biết làm sao được cái chữ này mà dùng. Đây này các bác nhìn đúng không ạ? Made in China. Made in China này. Còn cái này cái gì Japan này nó là sử dụng tại Japan. Các bác nhớ, hiểu chưa? Tức là sử dụng trong nước Nhật Bản ấy. Nhưng mà sản xuất sẽ là ở China. Đấy, nhiều khi cái made in thì các bác không nên quan trọng cái vấn đề made in. Đây này như sạc của cái con hút bụi Dyson này. Thân máy thì sẽ là made in Malaysia nhưng còn sạc sẽ là made in China. Giống như cạo râu cũng vậy, máy cạo râu cái cục sạc cũng là made in China nhưng mà thân máy sẽ là made in Japan. Đấy, đây, máy giặt đây. Cái tem nó nằm tem nằm đâu nhỉ? Tem nằm bên hông bên kia, quay vào tường rồi. Ở đây. Xem đây có không. Đấy, nói chung là nhà bác nào đã dùng đồ Nhật rồi thì các bác kể cả từ nồi cơm cho tới tất cả mọi cái các bác cứ tìm cái tem của nó ấy. 90% nó sẽ là made in China hoặc là các nước khác như kiểu là Thái Lan, Malai. Chứ còn bây giờ đây hút bụi này. Đấy. Đây, em xem cái tem của nó xem nào. Tem nó nằm bên trong cơ. Đây. Đây nha. Đây các bác nhìn được không ạ? Made in Malaysia. Đây. Đây này. Made in Malaysia. Đó. Đây nha, sản xuất tại Thái Lan này. Đấy, nhưng mà cái này giống như cái gì công nghệ hoặc là thương hiệu của Anh này. Đấy. Chứ bây giờ bên Nhật các cái nước phát triển bây giờ nó có đặt các cái nhà máy sản xuất đồ bên nó đâu mà các bác đòi made in Japan nó rất là khó giải thích. Các bác cứ nhìn cho em là tất cả những cái sản phẩm gì nó có chữ Nhật ở trên cái sản phẩm của đấy thì nó sẽ là hàng nội địa Nhật Bản. Người Nhật người ta dùng, còn cái made in ở đâu không quan trọng. Các bác cứ kỳ thị với cái made in China chứ bây giờ kể cả các bác dùng mua cái hàng nội địa ở bên Nhật Bản cái hàng cao cấp của nó dùng gấp vạn lần cả cái hàng Nhật luôn ấy. Trải qua cái hàng Việt Nam, người Việt Nam tiêu dùng cứ tham đồ rẻ nên là chính những ông Việt Nam đặt những cái hàng đẻo bắt đầu mới về thì bắt đầu mới lại in bừa mấy cái tem xuất xứ các nơi vào để bán thôi chứ cần. Đây máy massage này. À quên máy đo huyết áp này. Đây có nhìn thấy không? Made in Japan, à made in China. Đây made in China luôn này. Đấy. Mà đây chữ toàn chữ Nhật không. Mà con này cũng là rất là lâu đời nhé, không phải là hàng đời mới đâu. Đấy. Ừ.
Nên là nhiều bác thắc mắc mấy cái made in China, made in Japan thì em cũng không muốn giải thích với các bác. Giải thích nó khó giải thích với các bác, làm sao để các bác hiểu được. Đây, nồi áp suất này. Trừ cái dòng Tefal này là của Pháp, nó sẽ để luôn made in France, Pháp này. Đấy, còn các cái nồi khác có cái không để, còn có những cái nó sẽ để luôn là made in China. Cái này không để. Ở đây cái này chắc để này. Đây, nó để luôn made in China. Đấy, Lâm bác bảo em ơi cái này bằng nồi Trung Quốc thì sao em lại bảo nồi Nhật. Khổ, khó giải thích với các bác. Đây, tem mác này, chữ toàn chữ Nhật. Đấy mà em mua công hàng hàng bên Nhật về. Đấy. Chứ bây giờ Lâm bác chả biết cái tức là mình không am hiểu lắm ấy, Lâm cũng còn nồi nhìn nó đều đều đấy. Ví dụ như cái nồi này. Nó chả có tem mác gì, bây giờ về bắt đầu chả nhẽ bây giờ người ta lừa khách hàng, người ta quẹt luôn cái tem in made in Japan vào đấy các bác phải tưởng thật. Đấy, nhiều khi nó khó. Khó giải thích. Còn nhà em thì xài đồ Nhật 100%, em thấy ít khi những con nào lấy made in Japan, nó rất là hiếm. Đây, bàn phím này cũng Nhật này. Âm ly Nhật này. Cục đẩy Nhật này. Vang này, con vang này là con vang bãi Trung Quốc này. Còn các đồ này là Nhật hết. Đấy. Đây tai nghe này, đây nguồn tai nghe nữa này. Đây. Rất nhiều tai nghe đây nhá. Đây các bác nhìn đúng không ạ? Đây toàn chữ Nhật đây này. Đúng chưa? Đó. Xem made in đâu nó có đề không nè. Đây made in China luôn. Đấy, made in China. Chữ Nhật rõ ràng hộp này. Cái này chỉ bán ở Nhật thôi. Đây. Tai nghe này cũng vậy này. Đó. Đây. Chữ Nhật đây, thanh lý siêu thị từ ngày 24 tháng 3. Made in China, 100% bây giờ kiếm một con tai nghe nào made in Japan thì thật các bác này. 1000 cái thì may ra có một cái, những con đấy là đời thấp lắm rồi. Đấy. Nhiều khi giải thích nó khó lắm, còn bác nào mà có cách nào mà giải thích nó dễ hiểu hơn thì các bác có thể bình luận vào đây hộ em phát, lần sau khách hàng có hỏi thì em sẽ giải thích. Chứ còn để mà tranh luận cái vấn đề made in Japan với lại made in China, cái cũng mặt hàng như vậy mà made in China, Japan nó chất lượng hơn so với đằng kia thì em xin phép không tranh luận. Tại vì bây giờ có tìm được cái này made in Japan làm gì có đâu mà bán. Nó có sản xuất lại tại bên Nhật đâu mà nó phải có. Bây giờ con hút bụi này mà các bác bảo em là tìm một con nào made in Japan thì em thật các bác là đào cả cái bên nước Nhật chả có con nào. Nó có nhà máy sản xuất ở bên Nhật đâu mà có. Còn cái nồi áp suất, bây giờ cái nồi áp suất này các bác bảo em tìm cho anh con nào made in Japan. Có, chỉ có em tự in mà thì nó mới có thôi. Chứ còn làm gì mà có, bên Nhật nó có nhà máy sản xuất đâu mà nó có. Đấy. Hôm chào các anh nha.